lượt xem kênh ông cũng được 100 mấy chục ngàn lượt xem. Cái nào ta? Ủa cái mà sầu riêng ở vùng nào vậy em? Đây. Ủa ở đây có mấy loại em ta? Giới thiệu. Hả? Hai loại, ri với sáu thôi. Ri sáu với Thái Lan. À, ri sáu là bên này hả? À, là dao động giá từ bao nhiêu? Có nhiều loại lắm. Ri loại nhì là 60, loại nhất là 90. Không phải là chuẩn giá 100. À. Hàng này là mình lên mới hàng ngày hay sao ta? Cái này hỏi tình chút xíu, đi tìm nha. Ủa bên đây là trái nhỏ hơn hay sao ta? Cho em lên sàn ra hàng đó hàng nhì á, em bán giá rẻ hơn, nó không được chuẩn trái. Còn hàng nào chuẩn em bán giá cao. À, vậy là cái này là mua loại hàng nhì đúng không? Dạ. Mua là loại hàng nhì. Là cái trái nó nhỏ hơn hay sao ta? Nó là hàng nhất mà nhỏ em bán giá rẻ hơn, giá bán. À. Là một vườn em lên cắt vườn nhiều hàng. Cái này là anh làm bao lạc phải không? Bao từng muối luôn. Bao từng muối luôn hả? À. Chỗ này thấy bày biển rồi đẹp luôn các bạn. Ủa ở đây mình bán mới giờ bắt đầu bán em đây. Chú đê luôn hả? Ủa vậy hả? Ơi, cái này nó nhìn giống nhỏ nhỏ, nó giống như sầu riêng gì sấu hữu ta. Sầu riêng sấu hữu nó cũng ngon lắm mà mùa này chưa vô. Chưa vô mùa hả? Đúng rồi. Sấu hữu là nhất luôn, nó ngon lắm. Cái đấy là của Bến Tre. Chỗ này là vừa sầu riêng Phương Trang hạt lép ba anh ngon. Các bạn, chỗ này là hôm nay là đi qua cái khu vực Tân Bình nè. Bây giờ là lại đường trên chỗ này là số mấy ta? Số mấy của Trường Trinh ha? Ủa địa chỉ chỗ này là số mấy em? Sao? Địa chỉ chỗ này đó mấy? À, đây là 170 Trường Trinh. À 170 Trường Trinh. Tân Bình. À. Đây. 24/24. À. Đây bạn. Đây. Ở đây quay cho mọi người xem nè. Đó, bóng luôn. Quá trời đất không? Ở đây có hai loại, chỉ có hai loại thôi. Đây là cái sáu. Cái Thái Lan thì Thái Lan là giống Thái Lan hay là mình trồng ở Thái Lan ta? Đúng rồi, cái giống Thái Lan mà trồng ở đây. À, trồng ở miền Tây hả? Dạ. Cái thấy giống Thái Lan nó khác với giống mình chỗ nào đó? Nó to hơn hay sao? Thái thì nó vỏ mỏng hơn. Vỏ mỏng hơn. Ừ, độ cơm nó dày hơn. Hạt lép 100% luôn. Nó ngon, riêng mình cũng ngon, riêng mình chỉ lép 80 thôi. Còn Thái thì chuẩn cơm hơn. À. Nó ngon không ạ? À, tôi là riêng sáu. Chỗ này thì mình biết được qua mỗi kênh YouTube chia sẻ các bạn. Thì cái kênh mình hiện tại là qua chỗ riêng rất là khổ quá. Này là sầu riêng em trai này là bán xuyên đêm nữa các bạn. Đến 24 cho 24 á. Khá là đặc biệt là 100. Còn ri bao ăn bao viết hả? Có 2 kg lưới 250. Chỗ này thì thấy đông lắm rồi. Tôi chỉ là 170 Trường Chinh. Cái qua cái phận tổng đường Hoàng Hoa Thám trước. Hôm nay là sầu riêng đang vào mùa nha các bạn. Sầu riêng ở đây là sầu riêng miền Tây nè mọi người. Thấy được không? Xanh. Riêng sáu, ở đây chỉ có hai loại thôi. Đây là sầu riêng nha.
Phương Trang, công vàng hàng lép bao anh, bao VIP. Phía bên đây thì rẻ hơn, là loại 2 cho mọi người. Đó là nhỏ hơn. Đây là bán chỗ này thì mình cũng đi ngang qua nhiều lần rồi, nhưng hôm nay mới ghé vào đây. Đây có hai loại ri, ri 6 như vậy, nhưng mà lại là 9 cây. Ủa em, cái hàng bên đây là hàng 9 cây hả? Hàng bên này nè. Đó mình không có qua thuốc. À, 9 cây đó là không có thuốc nhưng mà không phải là chính cây, mà em hàng này em nhập á, số lượng nhiều ngày nào cũng nhập á, mình cắt da mình để chính thôi, mình không qua thuốc. Là hàng ngon rồi, chính mới ngon, số lượng mình nhập nhiều, rất là nhiều. Ủa, cái cách mà mình chọn được cái sầu riêng ngon là sao ta? Chung là nó đều gai, gai nó phải to, gai to đều hả? Ừ, nó phải đều gai. Nó dè dãi, muốn lên cái riêng ngon tầm 2 kg đầu đi. Cái nhỏ hơn là không? Nhỏ hơn là không ngon hả? Nó vẫn ngon nhưng mà nó chỉ 50-50 thôi. Còn chuẩn hàng là 2 kg rồi đi, là nhất nó sẽ ngon. Gai nó to, nó nở, nó đều gai, nó ngon. Ví dụ như mấy cái này hả? Cái gai này nè. Ok, ngon nè. Chuẩn gai. Chuẩn. Đó là đặc biệt mà, Thái Lan đặc biệt. Đều không ạ? Ủa, ở ngoài đây là sao? Ngoài đây là sao? Sống cái chân. Hàng chân hả? Nó sống không ạ? Giờ đi đường thấy xe cấp cứu không? Ngại quá. Này là tới sống nhưng mà không phải. Già rồi sống. Trời. Bên kia rất là đẹp nha mọi người. Đấy, đây đây. Cho nên rất là thơm, là chín cây nữa. Thank you.
chắc rồi. Rồi cái này mua chỗ khác đúng không? Có ở đâu vậy? Đó là gì không? Không chắc rồi. Không được. Nó không được rồi vàng, được rồi dễ rồi. Không được. Được không? Cái này mua chỗ khác hả chúng mình? Ở đâu á chị, ai tặng vậy đó? Nhìn cái vỏ nó màu xanh, nó không có được kia màu vàng nha. Có thì tùy cái cây nữa. Trái hồng mà cành màu nắng thì nó sẽ vàng vàng mấy tí, còn trái hồng trong thân thì nó có nắng thì nó sẽ xanh. Trái màu cành, trái màu đỏ, trái trong thân có nắng á, nắng đỏ đứa đâu được cái gì á. Cái này mình đưa dung dao cho là một tẹt cho được rồi. Sáu nhưng mà đá nó nhỏ thôi. Chỗ này là ba anh chàng trai tháng 24 trên 24 các bạn. Xin đêm luôn. Ba ký gửi. Cô em vô cho. Cái này giữ là không rõ tới vậy nè. Không rõ muốn nhiều á. Cái này đâu. Cô em vô cho. Có khách tới rồi ạ. Phía bên này thì nó ở đây là bao vip mà bao anh bao gọi là bao gì ta, bao các loại bao ạ, bao lạc, bao sượng rồi bao đổi. Từ hết vỏ ra còn 50% không?
con 2 kg còn được 1 kg cơm không? 1 kg à? Hả? Còn đó. Chỗ đó hả? Thơm ơi là thơm rồi. Xăm thế cái là chín đi lên trên hả? Nó kêu sao là chính ta? Bộ. Thì khách thưa thưa hơn buổi chiều nha các bạn, đặc biệt là vừa giờ tan tầm thì nó đông hơn, nhưng mà vẫn có rất là nhiều người đến mua sầu riêng. Buổi chiều thì nhiều hơn. Hiện tại thì Sài Gòn chúng ta là đang dịch. Này có thể kêu là khui khui đứng không ta? Đứng khui luôn hả? Dạ. Đứng khui luôn hả? Đứng khui đâu ngồi đâu. Quen rồi. À hổ. Đều riết ha. Bịt khẩu trang rồi sao đâu. Có anh cháu thương bà nội ghê không? Thương bà nội cánh xa đâu. Ở đây là anh chàng này, ở đây là khui, là khui đứng luôn các bạn. Tới.
6 muối trở lên có là cũng có mà ít không có mà ít không có trăm trái có được rồi mười trái à 6% có nhiều không 200 à quay ông khui đứng mà thôi đó là bự nè mấy ký ba ký mấy mà hôm nay là bật đèn sáng trưng luôn ha không phải khác luôn mà thấy trang trí quá đẹp luôn mà biết là trời mưa cái đợi luôn nè rồi hôm nay trời cũng mưa